hóa làm việc của người Đức. Theo thống kê, người Đức có số giờ làm việc thuộc top ít nhất thế giới, nhưng hiệu quả công việc lại luôn được xếp hạng nằm trong top đầu. Để có được kết quả này, người Đức đã xây dựng những thói quen sống cũng như phong cách làm việc khoa học và hợp lý. Phần lớn người Việt Nam khi mới sang Đức đều e ngại sự nguyên tắc và sự lạnh lùng trong tính cách của người Đức. Nhưng về lâu dài, khi đã quen với cuộc sống nơi đây, chúng ta sẽ nhận ra mình cần học tập rất nhiều từ phong cách làm việc của người Đức để nâng cao chất lượng công việc. Nguyên tắc. Người Đức làm việc rất nguyên tắc đến nỗi khi bạn sẽ cảm thấy thật là dập khuôn và sự kém linh động, nhưng không phải vậy. Người Đức làm ra một lộ trình các công việc để đảm bảo mọi việc luôn theo từng giai đoạn. Làm việc theo các giai đoạn sẽ giúp chúng ta dễ dàng hơn trong việc kiểm soát, và khi có bất cứ điều gì phát sinh ngoài tầm kiểm soát thì họ sẽ biết rắc rối này nằm ở giai đoạn nào và do ai phụ trách. Việc bạn phá bỏ một vài giai đoạn có thể khiến công việc nhanh hơn trong vài trường hợp, nhưng nếu xảy ra sự cố, bạn sẽ không biết do lỗi ở đâu và giải quyết thế nào. Thẳng thắn. Người Đức nổi tiếng với tính cách thẳng thắn, không chỉ trong công việc mà trong cả cuộc sống. Họ sẽ không vì lo sợ bạn mất lòng mà không đưa ra những phê bình hay góp ý trực tiếp. Điều này có thể sẽ khiến bạn cảm thấy không thoải mái trong quá trình học tập và làm việc nếu chưa quen. Tuy nhiên, nó sẽ giúp bạn nhanh chóng hoàn thiện mình. Tuyệt đối đúng giờ. Ở Việt Nam, khi bạn có cuộc hẹn lúc 8 giờ, bạn có thể có mặt lúc 8 giờ 15 hay 8 giờ 20 phút và mọi người sẽ không đánh giá bạn qua hành động tới muộn này. Tuy nhiên, điều này là điều tối kỵ nếu bạn ở Đức. Người Đức nổi tiếng với nguyên tắc luôn luôn đúng giờ. Đây cũng là thói quen ở hầu hết các quốc gia phát triển như Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Singapore. Tuy nhiên, điều này thể hiện rõ ràng nhất tại Cộng hòa Liên bang Đức. Hành vi cao su tại đất nước này được đánh giá là bất lịch sự. Chuyên nghiệp. Tính phân hóa theo chuyên môn là điều có thể dễ dàng nhận thấy trong các công ty ở Đức. Mỗi người có một công việc được phân công và ghi rất rõ ràng. Chính điều này đã giúp làm tăng hiệu quả công việc của mỗi cá nhân và cả tổ chức. Sự khác biệt về văn hóa, lối sống, phong cách làm việc của hai quốc gia cách xa nhau 9.000 km chắc chắn sẽ khiến bạn gặp không ít bỡ ngỡ trong giai đoạn đầu khi vừa tới Đức. Tuy nhiên, nước Đức là một đất nước xinh đẹp và người Đức cũng có rất nhiều đức tính tốt mà chúng ta cần học tập. ABT chúc bạn sẽ sớm làm quen với cuộc sống mới.